thức ăn để nuôi heo nuôi lợn này này tốt lắm, ở nông thôn thì nhà nào cũng có thể có cả. Đấy, nhà nào nuôi lợn cũng đều có. Để nguyên cũng được nhưng mà phải cho nước. Thì tôi cho vào đây tôi xay nó ra. Đơn giản vậy thôi. Cho nó đỡ phải phải cho nước vào. Mì cũng được, bánh mì gối cũng được. Cho nước vào. Sau đó chắt nước đi nha. Hết đi. Nước đi. Bóp càng nhuyễn càng tốt nha. Nha. Nó lại rất nhuyễn, rất mềm và không dính tay. Nhưng lại không nắm ngay vào lưới câu được. Chỉ vứt xuống nguyên bánh mì này để câu chạm thì được. Đây mình muốn câu lăng xê nữa. Câu chạm, câu lưỡi đơn đều được. Thì mình bắt đầu thấm cái này vào. Liều lượng thì chỉ là không cân đong gì cả mà chỉ bóp sao cho
nó vừa tay. Đấy. Thiếu thì thêm vào, thiếu bánh thêm bánh, thiếu bột thêm bột, nhưng mà thường mình ước lượng là từ cái bánh mì rồi. Đấy. Nên mình chỉ có lăn bột, cái bột cám này, cám heo này. Cho nó cảm quan thấy vừa đủ dùng là được rồi. Cái mồi câu này tốt lắm. À. Cái này tôi cũng chả nghĩ ra đâu mà tôi thấy người ta làm nhiều lắm. Thì tôi làm theo và rất tốt. Bên Mỹ người ta làm này rất nhiều, Mỹ bên Pháp. Thêm vào cho nó cứ thế vừa tay thì thôi. Tốt lắm này. Cá nào cũng ăn, bạn không câu được thì tức là không có cá, vậy thôi, thì cá nào nó cũng ăn. Mọi thứ sẵn sàng rồi, bây giờ bạn hoàn toàn có thể dùng như thế này. Đấy. Dùng với tất cả những cái thiết bị mà bạn có rất dễ dàng. Rất dễ. Riêng cái lễ lục này mà tôi lại nhắc lại là bạn chỉ nên viên một viên bé tí xíu. Cái này cũng vậy, quá dễ. Nắm vào đây, nếu mà nhiều cá thì một nắm như thế này là bạn câu được cả buổi. Bạn nào câu nhiều, bạn nào câu câu lục mà ném xuống thì nó hơi tốn, phải làm nhiều lần.